Chúng tôi sẽ cùng xin giới thiệu một chút về Euromed Việt Nam, là công ty, là đơn vị hậu cần kỹ thuật cho chuỗi cảng thế giới lọc nước, đồng thời là đơn vị hậu cần kỹ thuật cho BCA để triển khai các sản phẩm về lọc nước. Thì chúng tôi là công ty chuyên về lọc nước, đúng không? Là công ty chuyên về lọc nước. Và Euromed Việt Nam thì có cái kinh nghiệm trên 10 năm về lọc nước, có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Và chúng tôi là một trong công ty đầu tiên ở Việt Nam có nhà máy lắp ráp máy lọc nước ERO và bán đi các tỉnh. Thì cái giai đoạn tăng trưởng cao nhất của ERO tầm 2010-2017-18, chúng tôi đã rất là thành công ở điểm đó. Tuy nhiên thì chúng tôi rất sớm, từ thời điểm 2013, cách đây 7 năm, chúng tôi đã ý thức được rằng là gì ạ? Sớm muộn thì các công nghệ ERO truyền thống nó sẽ gì ạ? Nó sẽ bị cạnh tranh khốc liệt, và sớm phải có những công nghệ mới. Và chúng tôi rất là may mắn là từ thời điểm 2013, chúng tôi đưa về Việt Nam này những cái công nghệ mới, những cái sản phẩm mới như công nghệ điện giải, công nghệ tức là lọc nước ion kiềm đấy, hay là gì ạ, công nghệ nano cải tiến, công nghệ aero cải tiến, các anh chị nhé. Thì đấy chính là cơ hội của chúng ta để chúng ta ý thức rất là sớm về cái đó. Và chúng tôi, bản thân cá nhân tôi cũng may mắn trong ngành lọc nước, đó là trước đây chúng tôi đã, bản thân tôi cũng gì ạ, cũng làm việc ở các cái tập đoàn nước ngoài, chúng tôi có những cái kinh nghiệm, có những sự chuyên nghiệp trong việc kinh doanh, đúng không? Thế nhưng mà may mắn nhất đó là chúng tôi, bản thân cá nhân tôi là đầu quân trong một công ty của Thụy Sĩ với vai trò giám đốc của Việt Nam của công ty này. Thì cái thời điểm này, thời điểm 2008 này, thì đây chính là cơ hội, bởi vì ở Việt Nam mình, các anh chị hình dung nhé, ngành lọc nước là ngành mới khoảng hơn chục năm nay thôi. Thế nhưng mà đa phần các anh em làm lọc nước hiện nay ấy, là trưởng thành từ thợ kỹ thuật hoặc làm nhân viên một công ty nào đó, thợ kỹ thuật công ty nào đó. Thế thì bản thân tôi cũng rất là may mắn, bởi vì thời điểm đó thì công ty của Thụy Sĩ này họ không làm gì liên quan lọc nước cả. Họ có một dự án là kinh doanh về lọc nước ở Việt Nam. Và tôi là tổng giám đốc của công ty này ở Việt Nam. Với vai trò đó, tôi được giao nhiệm vụ là phải đi các nước để tìm các nguồn hàng, trong đó đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, đi châu Âu, đi Đức, đúng không? Thì đi Mỹ, thì những cái thị trường như vậy. Chúng tôi tìm hiểu rằng bản thân tôi đặc biệt đi Đài Loan, chúng tôi thăm 29 nhà máy ở Đài Loan, bởi vì công nghệ ERO ấy thì phổ biến nhất hiện nay là ở Đài Loan, là nơi sản xuất rất là nhiều cái đó. Thế rồi ngoài ra chúng tôi đi Hàn Quốc thì tìm hiểu những cái công nghệ mới như công nghệ điện giải, đúng không? Công nghệ ERO nano cải tiến, vân vân. Thì đấy chính là cơ hội, bởi vì bình thường ra nếu chị làm trong một công ty Việt Nam thì rất là khó để có cơ hội để đi nhiều nước như thế. Đấy, thì đây chính là cái may mắn. Và cái bước đường đó đưa tôi đến cái câu chuyện đó là gì ạ? Là làm thế nào, bởi vì tôi khi tôi đi các nước thấy rằng là gì ạ? Bản thân cái ngành lọc nước là ngành rất phát triển, cho dù như nước người ta đã thì cái nguồn nước người ta tương đối sạch. Nhật Bản, Hàn Quốc thậm chí có thể uống được trực tiếp từ một số nguồn nước từ vòi, một số nơi có thể uống được từ vòi. Tuy nhiên thì vẫn chưa phải là tối ưu. Cho nên là gì ạ? Họ vẫn tiếp tục, cái ngành nước vẫn tiếp tục phát triển. Và thậm chí đến hiện nay thì Nhật Bản, Hàn Quốc thì cái ngành lọc nước họ vẫn đang rất là phát triển, cho dù nước người ta phát triển như thế nào rồi, đúng không? Cho nên tôi mới thấy rằng là Việt Nam mình chắc chắn là phải đẩy mạnh ngành này, và ngành này là ngành mà phải gì ạ? Chúng tôi mong muốn là đưa cái nguồn nước tốt về Việt Nam. Và đây chính là sứ mệnh, và sau này đầu tiên là sứ mệnh của cá nhân, thì sau này chính là sứ mệnh của công ty, sứ mệnh của cái gì của thế giới lọc nước, đó là đưa nguồn nước tốt về cho người Việt. Thì đây là sứ mệnh của chúng tôi. Và sau đó thì khi tôi thành lập ra Euromed Việt Nam ấy, là công ty hoàn toàn 100% vốn Việt Nam, nhưng chúng tôi có cái cơ hội đó là gì ạ, thừa hưởng những cái kinh nghiệm từ nước ngoài, thừa hưởng những cái đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm trong ngành lọc nước. Thì chúng tôi tiếp tục để mà đưa cái sứ mệnh này đi gần hơn, đi gần hơn đến những cái gì ạ, những cái mong muốn, những cái đích đến của chúng tôi. Và để làm điều đó thì thế giới lọc nước là một con đường, là một con đường để đưa chúng ta đến cái việc mà làm thế nào đó để gì ạ, để mà được nguồn nước tốt về với người Việt. Thì ngay từ thời điểm 2009, cái hình dung nhá, cách đây 11 năm ấy, chúng tôi đã ý thức được rằng phải mở ra một chuỗi cửa hàng, đúng không? Chuyên về các sản phẩm, trong đó thì đưa các sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới về bán ở chuỗi này. Đưa sản phẩm lọc nước hàng đầu thế giới về bán ở chuỗi này 11 năm trước. Cho nên là gì ạ? Từ 31/12/2009 chúng tôi đã đăng ký cái tên miền thế giới lọc nước.vn, các chị nhé, đấy, thế giới lọc nước.vn, để mà gì ạ? Để phát triển cái chuỗi này. Tuy nhiên thì không phải là có thể nghĩ là như vậy, nhưng mở ra ngay được cái chuỗi này, phát triển ngay chuỗi này, bởi vì sao ạ? Bởi vì thời điểm nó chưa đến. Thời điểm chưa đến là nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cần phải có các cái diện, cần những cái nguồn lực. Và những nguồn lực đó là gì? Thì hiện nay chúng tôi đã có là được chuỗi cửa hàng thế giới lọc nước với gần 100 cửa hàng trên toàn quốc. Và những cửa hàng này trở thành đơn vị hậu cần kỹ thuật để phục vụ việc lắp đặt cho các đại lý, đặc biệt như hiện nay các đại lý của BCA. Thì chúng ta sẽ có những cái đơn vị hậu cần kỹ thuật như này để lắp đặt các sản phẩm. Và những cái điểm bảo hành, những điểm như này vừa là điểm giới thiệu sản phẩm, vừa là điểm bảo hành bảo trì, bảo hành bảo trì hậu cần kỹ thuật cho các đối tác, các anh chị nhé.
Thế thì Euromed Việt Nam, thì chuỗi cửa hàng này còn cái lợi thế gì? Chúng tôi là công ty chuyên sâu về ngành nước, đúng không? Có đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, và chúng tôi đặc biệt là có lợi thế về đào tạo huấn luyện. Cho nên các anh chị em khi tham gia kinh doanh sản phẩm này thì anh chị em sẽ được đồng hành bởi các cái chuyên viên của chúng tôi, là những người sẽ đồng hành cùng các anh chị để đào tạo huấn luyện, để hỗ trợ, vân vân. Thì khi anh chị mong muốn thậm chí là tư vấn vân vân thì có thể có người hỗ trợ với mình. Thế để thế giới nước, bên cạnh việc là chúng tôi có đội ngũ đại lý, đội ngũ nhân viên, thì chúng tôi còn có gì ạ? Đặc biệt nhất có đội ngũ nhà cung cấp. Các anh chị hình dung là hiện nay thì không có nhà cung cấp nào về lọc nước có lợi thế về tất cả. Cho nên chúng tôi với cái mong muốn đó là việc đưa những công nghệ lọc nước hàng đầu thế giới về Việt Nam. Hiện nay chúng tôi độc quyền với 4 hãng, đó là 2 hãng của Hàn Quốc, đó là Watech và Biontech, đó là 2 hãng của Hàn Quốc. Và Helix US Top Water là 2 hãng của Mỹ, đúng không? Để đưa về đây. Để làm gì ạ? Để mà các anh chị em khi kinh doanh sản phẩm này, chúng ta có những sản phẩm lợi thế hàng đầu thế giới, chứ không phải cạnh tranh trong nội bộ ao nhà, đó là Việt Nam. Không phải cạnh tranh với Kangaroo, Carrefour, đó là gì ạ? Đó là nhãn hiệu Việt Nam. Mà chúng ta có những nhãn hiệu hàng đầu thế giới, biến những lợi thế của những nhà cung cấp này trở thành lợi thế của thành viên ở trong chuỗi này, của những anh chị em kinh doanh trong chuỗi này, anh chị nhé. Thì đấy chính là cái mong muốn. Và chúng tôi cũng rất là vui mừng có những đối tác đồng hành như BC Living, BC, và chúng ta có cái mô hình kinh doanh đó là làm nào để chúng ta đến được những khách hàng tiềm năng, đúng không, một cách nhanh nhất. Và bản thân đội ngũ BC của chúng ta là những anh chị em mà rất là năng động, mà chúng ta có nhiệt huyết, chúng ta có cái đường hướng kinh doanh, chúng ta được đào tạo huấn luyện liên tục. Thì đây chính là những cái mà chúng ta có cái đủ những cái yếu tố để cái chúng ta thành công cùng với lọc nước. Đấy. Thế thì tất nhiên một trong yếu tố đó chính là gì ạ? Là chúng ta hãy lưu ý rằng là gì ạ? Muốn đi nhanh thì đi một mình. Và chúng tôi chỗ này nó gì ạ? Muốn đi vừa nhanh vừa xa thì sao ạ? Thì đi cùng nhau. Thì đây chính là cái tâm niệm mà chúng tôi đặt ra khi làm việc với BCA. Đấy. Thật vậy thì bên cạnh việc mà chúng ta có những sản phẩm, có những cái gì ạ? Có những cái đối tác như vừa rồi, thì chúng ta hãy nhìn xem là đối tác của chúng ta, đặc biệt cái sản phẩm Watech ấy, thì sản phẩm Watech sản xuất bởi ai? Đấy, đối tác này là ai? Thì hiện nay là Hyundai Watech là một nhà cung cấp của Hàn Quốc, đúng không? Họ cung cấp sản phẩm máy lọc nước Watech Hàn Quốc cho chúng ta. Thế thì hãng này có gì đặc biệt? Bởi vì hình dung nha, chúng ta hiện nay có đến 4 nhà cung cấp trong chuỗi hàng này. Cho nên là trong một khuôn khổ chương trình hôm nay, chúng ta chỉ tìm hiểu một sản phẩm thôi và một nhà cung cấp này thôi. Như vậy là nhà cung cấp này có lợi thế gì? Chúng tôi đi sơ lược cho anh chị hình dung. Thì đây chính là một tập đoàn thành lập từ 2004 đến giờ, đúng không? Và họ hiện nay họ dẫn đầu với công nghệ nano màng lọc sợi rỗng. Họ có thị phần số 1 ở Hàn Quốc về bộ lọc cho chậu rửa, bồn rửa, phòng tắm, sen vòi. Thì bản thân tập đoàn này khi mới thành lập, tại sao lại có cái tên là Hyundai gắn ở đây? Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mới thành lập thì họ chỉ bán cho các nhà máy của Hyundai thôi. Tức là bản thân họ là nhà cung cấp của các nhà máy Hyundai trước đây, đúng không? Anh chị em hình dung như này, hầu hết các tập đoàn ở Hàn Quốc từ Samsung, Daewoo, Hyundai, vân vân, họ đều có công ty vệ tinh, đều có công ty người nhà để bán cho các nhà máy của họ, nội bộ các nhà máy của họ. Chỉ Samsung sang Việt Nam này thế thôi, họ có công ty Samsung Logistics, Samsung về xuất ăn, vân vân. Thì những cái như vậy là gì ạ? Là họ bán nội bộ các nhà máy của họ. Thì bản thân Wacocorp, tức là Hyundai Watech trước đây, họ chỉ bán nội bộ, bán trong các nhà máy của Hyundai thôi. Nhưng mà sau này nhờ mở rộng quy mô thì hiện nay họ có mặt 35 nước trên thế giới và trở thành tập đoàn toàn cầu về các công nghệ lọc nước mới. Và đến 2019 họ chính thức đổi tên thành Wacocorp, là một tập đoàn chuyên về các công nghệ lọc nước mới, anh chị nhé. Thì anh chị lên mạng có thể search là waco.co.kr, KR là Hàn Quốc đấy. Thì chúng ta sẽ ra cái trang web của nhà cung cấp này. Vậy thì sản phẩm của Hyundai Watech hay là các cái nhãn hàng, như là nhãn hàng là Watech ấy, thì có gì đặc biệt? Các chị lưu ý hai cái, phân biệt hai cái nhé. Thì công ty là gì ạ? Hyundai Watech. Nhưng mà sản phẩm nhãn hàng thì là nhãn hàng diện, nhãn hàng Watech, các chị nhé. Thì nhãn hàng Watech này có gì đặc biệt? Chúng ta tìm hiểu, chúng ta phải so sánh cái hiện tại thôi ạ. Hiện tại chúng thấy rằng rất nhiều các máy lọc nước RO trên thị trường như này sử dụng ba cái cốc lọc bên dưới, gọi là gì ạ? Gọi là ba cốc lọc thô hay gọi là tiền xử lý, các chị nhé. Một cái máy lọc nước rất đơn giản, đó là bao gồm các lõi lọc tiền xử lý, bao gồm màng lọc, ở đây là màng lọc RO nằm ở trong cốc màng ở đằng sau này, và các lõi lọc sau màng, anh chị nhé, gồm ba bộ phận là gì ạ? Phần lọc chỉ có tiền xử lý, màng lọc và lõi lọc sau màng. Thì ở cái bộ phận tiền xử lý này ấy, thì hệ thống của chúng ta sử dụng lõi lọc rất đặc biệt, đó là hệ thống lõi lọc Ecomax 3-trong-1, đúng không? Đặc biệt ở chỗ là gì ạ? Trong này sử dụng 3-trong-1, bao gồm có lớp ngoài cùng PP, lớp giữa than hoạt tính, nhưng mà than hoạt tính để dạng nano carbon. Và nano carbon này khác hoàn toàn so với than hoạt tính thông thường, ở chỗ là chỉ cần 5 gram than thôi thì có diện tích bề mặt bằng cả một cái sân bóng đá, anh chị nhé.
có diện tích bề mặt bằng cả một sân bóng đá, cho nên khả năng hấp thụ các độc tố rất là cao, mùi màu hôi tanh các kim loại nặng rất là cao. Thì đấy là điều đặc biệt của bộ này. Thế thì qua cái bộ này thì chúng ta sẽ có được nước tương đối an toàn, đấy là tiền xử lý chúng tôi là rất nhanh. Sau này trong cái chương trình đào tạo sản phẩm kỹ lưỡng, chúng ta sẽ tìm hiểu mổ xẻ cái này ra rất là kỹ. Nhưng tôi nói sơ lược, chúng ta chỉ cần nhớ một điều ở đây, đó là 5 gram than có diện tích bề mặt bằng cả một cái sân bóng đá, và một cái lõi lọc Ecomark này có hiệu suất lọc độc tố gấp 10 lần so với 3 lõi lọc thô của máy lọc nước Aero thông thường trên thị trường, anh chị nhé. Đấy chính là điều chúng ta cần nhớ. Ngoài ra chúng ta còn bộ phận nữa là màng. Cái chị để ý á, một cái máy lọc nước thì cái trái tim là gì ạ? Là màng. Thì thông thường máy lọc nước Aero thì có màng lọc Aero. Thế còn đây là máy gì ạ? Đây chúng ta có màng lọc sợi rỗng. Màng lọc sợi rỗng này hơn hẳn so với màng lọc Aero ở chỗ là tạo thành nước tinh khiết nhưng mà vẫn giữ nguyên khoáng, không mất khoáng đầu vào. Trong khi đó các màng lọc Aero thì sao? Thì hết khoáng tự nhiên đầu vào. Anh chị nhé. Và đặc biệt là cái màng lọc sợi rỗng này có tuổi thọ cao, độ bền cao. Anh chị nhé. Thì đấy chính là cái điều đặc biệt của cái này. Ngoài ra thì các bộ phận sau màng. Sau màng thì chúng ta có một câu hỏi là sau màng thì cái gì để diệt khuẩn? Vừa nãy chúng ta học về bốn cái yếu tố của nước máy rồi, đúng không? Yếu tố cuối cùng đó là gì ạ? Đó là vi sinh. Thì lấy cái gì để diệt khuẩn? Thì hiện nay hầu hết các máy lọc nước Aero trên thị trường không có cái gì để diệt khuẩn, đúng không? Một số hãng thì có cái gì ạ? Nói nano bạc để diệt khuẩn. Nhưng xin lưu ý với anh chị rằng cho đến ngày hôm nay thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa công nhận nano bạc là cái biện pháp diệt khuẩn. Bởi vì sao? Bởi lõi nano bạc cái khả năng diệt khuẩn không cao và độ bền và cái độ tin cậy không lớn, cho nên vẫn chưa khuyến cáo để sử dụng trong máy lọc nước, anh chị nhé. Tức là đấy là chính là cái gì ạ? Còn đèn UV cũng là phương pháp diệt khuẩn nữa, nhưng đèn UV thì sử dụng đèn bóng đèn UV là ultraviolet, đó là tia cực tím đấy. Thì cái đèn này là gì ạ? Nó phải dùng điện và nó là bóng đèn cho nên nhanh cháy, có thể 6 tháng một năm nó cháy, đúng không? 6 tháng cháy một lần. Thế thì như vậy là phải thay bóng đèn thường xuyên, rất là tốn kém, đúng không? Trong khi đó là chuỗi cửa hàng này chúng ta sử dụng cái lõi lọc là gì ạ? Diệt khuẩn lượng tử, các chị nhé. Diệt khuẩn lượng tử này lại không phải dùng điện, sử dụng hạt lọc diệt khuẩn lượng tử sản xuất tại Canada và không phải dùng điện, không có nước thải, không gây hại cho môi trường, đấy, vân vân. Thì tất cả những cái như vậy, thậm chí là khả năng diệt khuẩn còn tin cậy hơn so đèn UV, diệt được cả bao tử khuẩn kỵ khí mà đèn UV không diệt hết, các chị nhé. Thì đấy chính là cái phần sau màng. Tôi vừa rồi tôi nói rất là nhanh, đó là gì ạ? Tôi nói về phần trước màng nó có gì đặc biệt, màng có gì đặc biệt và sau màng có gì đặc biệt. Đấy, anh chị hình dung ở trong máy lọc nước chỉ có 3 bộ phận đấy thôi, đơn giản hóa nó đi, không cần phải nói là 7, 8, 9, 10 lõi làm gì cả, cứ phân ra thành 3 cái nhóm như vậy, các chị nhé. Nhưng ngoài việc mà chúng ta diệt khuẩn ra thì cái lõi lọc sau màng này nữa, chúng ta còn có lõi gì ạ? Cái lõi Hero pH 3 trong 1, tức là lõi tạo khoáng, tạo kiềm, tạo hydrogen. Thì đây chính là cái điểm đặc biệt nhất của diện của WacoCorp, của Hyundai Wautech, ở chỗ đó là họ đưa được một cái diện công nghệ tạo kiềm, chuyển diện chuyển từ nước tinh khiết trở thành nước tốt 3 trong 1. Hiện nay trên ở các hãng khác họ chỉ có hoặc là tạo kiềm hoặc là tạo hydrogen, chứ không có cái hãng nào có thể vừa tạo kiềm vừa tạo hydrogen vừa tạo khoáng 3 trong 1 trong cái lõi như này cả. Thì đây chính là điểm nổi trội của cái này, và khi chúng ta đưa cái lõi này vào trong máy của chúng ta thì chuyển từ nước tinh khiết thành nước tốt. Ngoài ra chúng tôi có bán rất nhiều cái lõi này cho các cái khách hàng là các đối thủ, họ mua lõi này về để họ lắp vào các máy của họ, anh chị nhé. Thậm chí các cái đại lý ở trên thị trường cũng thấy họ mua cái lõi này họ lắp vào máy của họ. Thế để chúng ta lắp vào máy của chúng ta như thế nào? Chúng ta vừa rồi chúng ta tìm hiểu cái gì trước ạ? Tìm hiểu các bộ phận trước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái máy nguyên chiếc này, đúng không? Khi đưa về Việt Nam ấy thì nó đã bao gồm các bộ phận đó hay chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng model sản phẩm một. Model đầu tiên ở đây là model gì ạ? Model HQ9 2UQD. 2UQD đó là gì ạ? Đó là chúng ta có cái gì ạ? Chúng ta có Ecomark 3 trong 1. Để làm gì ạ? Tiền xử lý. Chúng ta có màng lọc sợi rỗng để tạo thành nước tinh khiết mà vẫn còn nguyên khoáng, và chúng ta có lõi sau màng để diệt khuẩn lượng tử. Các chị nhé. Tất nhiên model này chưa có gì ạ? Chưa có kiềm hydrogen thôi. Chưa có kiềm hydrogen thôi. Còn tất cả yếu tố vừa rồi đều có rồi thì nó giải quyết được cả 4 bài toán như vừa nói với anh chị ở phần đầu. Các chị 4 bài toán ô nhiễm của nước máy đó, đúng không ạ? Thế thì cái bộ này hiện nay là được gì ạ? Tặng cái cốc lọc thô để bảo vệ máy lắp đằng trước. Sau này chúng ta thay, chúng ta chỉ cần thay cái này thôi, thay thường xuyên lõi này thôi. Chứ còn các bộ phận lõi lọc tinh trong máy như này thì rất ít khi phải thay. Ví dụ như Ecomark này tuổi thọ đến 6 đến 8 năm, hay là màng sợi rỗng này đến 8 đến 10 năm, đúng không? Rất là lâu phải thay. Còn cái này lõi gì ạ? Cái lõi diệt khuẩn lượng tử đến 19.000 lít nước, đúng không ạ? Chúng ta có cái gì ạ? Có các model của lắp.
Anh chị lưu ý rằng là gì ạ? Watec lắc ấy, thì có hai cái model khác nhau, đó là lắc nano và lắc RO. Lắc nano này có gì đặc biệt? Tại sao phải có lắc nano và RO? Vì là sao ạ? Vì là bản thân công nghệ nano ấy, thì sử dụng được cho nguồn nước máy. Đúng không? Sử dụng cho nguồn nước máy, nó còn nguyên khoáng và không làm giảm pH trong nước. Đấy là ưu điểm của công nghệ nano. Nhưng công nghệ nano lại có nhược điểm là không thể lắp được ở các vùng nước giếng khoan, các vùng ô nhiễm cao, đúng không? Các vùng mà gì ạ, nhiễm sắt mangan. Cho nên chúng ta phải dùng công nghệ gì ạ? Công nghệ RO, anh chị nhé. Như vậy chúng ta có cả hai, có cả RO và nano. Đấy. Thế thì cái này, sản phẩm này có gì ưu trội? Chúng ta sẽ nhìn thấy một số điểm ưu trội sau đây. Đó là gì ạ? Sử dụng công nghệ nano cải tiến. Cải tiến ở chỗ nào? Chúng ta đã xem ở phần trên rồi. Đó là cải tiến ở chỗ là không phải dùng cái ba cái lớp lọc thô bình thường mà phải dùng đây, dùng gì ạ? Dùng Ecomat, rồi dùng màng lọc sợi rỗng, rồi có diệt khuẩn lượng tử, rồi có luôn cả gì ạ? Lõi tạo kiềm hydrogen ở đây. Như vậy khi nước qua cái máy này thì trở thành nước gì ạ? Nước kiềm hydrogen, anh chị nhé. Và giá bán là 10.900.000 cũng được tặng kèm theo cái cốc lọc thô để bảo vệ máy. À, chúng ta cũng có cái công nghệ RO vừa nói, đó là lắc RO lượng tử. Thì lắc RO lượng tử này có gì đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ là nó dùng được cho nguồn nước giếng khoan và thậm chí là dùng được cho cả nguồn nước máy nhiễm nợ, anh chị nhé. Các anh chị nào ở các tỉnh thành phía Nam ấy, đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì ạ? Rất nhiều tỉnh thành hiện nay là có nước nhiễm nợ. Thì chúng ta nên sử dụng công nghệ RO, bởi vì công nghệ nano là không dùng được cho nguồn nước nhiễm nặng, các anh chị nhé, không giải quyết bài toán về muối. Thế thì đây chính là cái giải pháp chúng ta cho nguồn nước đó. Ngoài ra giải pháp này còn sử dụng cho nguồn nước giếng khoan ô nhiễm cao, các anh chị nhé, ô nhiễm cao. Vậy thì cái mẫu máy đây chúng ta nhìn thấy là rất là sang trọng, có thể lắp ở để gầm tủ bếp hay là trên mặt bệ bếp, vân vân. Đặc biệt thì máy này sử dụng màng lọc RO đúc nguyên khối. Màng lọc này để tránh nguy cơ hàng giả hàng nhái nhé. Trên thị trường anh chị để ý như này là rất nhiều các máy lọc nước bán trên thị trường Việt Nam hiện nay là có một cốc màng, cái màng lọc Aero là cái trái tim của máy lọc nước. Sau đó người ta đưa cái màng vào trong cốc màng, lắp trong cốc màng. Thế thì có nguy cơ rất cao của việc sử dụng hàng giả hàng nhái đưa vào đó. Đúng không? Bởi vì người dùng đâu biết trong cốc màng có cái gì. Đúng không? Thế thì đây chính là cái điểm cải tiến, đó là sử dụng các màng lọc Hàn Quốc đúc nguyên khối, dập nổi Made in Korea ở đây để đảm bảo rằng người dùng sử dụng hàng chính hãng, sử dụng đúng nguồn gốc xuất xứ. Đấy chị nhé. Thì đấy chính là cái điểm đặc biệt. Thậm chí máy này sử dụng các vòi inox 304, an toàn thực phẩm, chống ô nhiễm thứ phát. Trong chương trình trước chúng tôi đã có một cái chương trình trên livestream, chúng tôi đã nói về cái gì ạ? Vòi inox 304, nó tránh nguy cơ của ô nhiễm kim loại nặng. Bởi vì trên thị trường hiện nay hầu hết là dùng các vòi bằng thép, vòi thép. Thì vòi thép đó nó sẽ thôi ra dần. Mặc dù nguồn nước chúng ta sạch rồi, qua máy lọc sạch rồi, nhưng chính cái kim loại nặng ở vòi đó nó lại thôi ra nguồn nước. Các chị nhé, thì đấy chính là yếu tố gây ra ô nhiễm, và ô nhiễm thứ phát hay là còn gọi là gì ạ, tái ô nhiễm với nguồn nước, các chị nhé. Thì đấy chính là cải tiến, và đặc biệt ở đây trong cái máy này có lõi diệt khuẩn lượng tử để gì ạ, tránh nguy cơ vi khuẩn trú ngụ ở trong màng hay các lõi lọc sau màng, tránh nguy cơ vi khuẩn trú ngụ ở bình chứa, tránh nguy cơ vi khuẩn chui lại từ vòi khi mở vòi ra dùng ấy, vi khuẩn có thể chui lại từ vòi, thì cái lõi diệt khuẩn lượng tử này hoàn toàn diệt sạch khuẩn và an toàn hơn, các chị nhé. Thì đấy chính là điểm nổi trội hơn hẳn. Bộ này cũng được tặng cái bộ lọc cốc lọc thô để bảo vệ máy. Ok, chúng ta còn một sản phẩm nữa. Sản phẩm này là sản phẩm bán rất là chạy trong thời gian vừa rồi trên tất cả các kênh. Thì đây chính là sản phẩm cây nóng lạnh diệt khuẩn lượng tử kiềm hydrogen, các chị nhé. Thì cây nóng lạnh này đặc biệt nhất trên thị trường, chưa có cây nóng lạnh nào như cây nóng lạnh này. Ở chỗ là như này, thứ nhất là cây nóng lạnh này nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc về, nhập khẩu nguyên bộ từ Hàn Quốc về. Được tích hợp hai công nghệ vào đây, đó là công nghệ vừa là tạo khoáng, tạo kiềm, tạo hydrogen và diệt khuẩn lượng tử trong cái bộ này. Và sử dụng công nghệ, đây là công nghệ nano cải tiến, nguyên khoáng, làm nóng lạnh rất là nhanh và tiết kiệm điện. Ở chế độ ngủ thì hầu như không tốn điện, rất là tiết kiệm điện, các anh chị nhé. Mẫu mã sang trọng, màu trắng, có thể để ở rất nhiều các cái vị trí như các cái phòng khách hay là thậm chí là bếp hay là những cái gì, văn phòng, công ty, vân vân. Những cái công sở, bệnh viện, trường học, thì đây chính là một cái model mà hiện nay chúng tôi bán rất chạy, vì là trên trường Việt Nam hiện nay đến hơn 90% các cái cây nóng lạnh là xuất xứ Trung Quốc, các anh chị nhé, hầu hết là xuất xứ Trung Quốc, cho nên cái bộ phận làm nóng lạnh nó không bền. Cái thứ hai nữa là cái độ ổn định nó không cao, đặc biệt nhất là không có kiềm hydrogen và không có diệt khuẩn lượng tử, cho nên đây chính là một sản phẩm mà giá nó cao thật, nhưng đây là sản phẩm bán rất là chạy trong thời gian vừa rồi. Đấy, xin lưu ý anh chị. Và cũng được tặng kèm cái cốc lọc thô để bảo vệ máy, các anh chị nhé. Cái bộ này cũng là tặng cốc lọc thô bảo vệ máy.
Đối với Hyundai Wall Tech ấy, thì hiện nay đây là chính là hãng mà hiện nay có rất nhiều các cái gì ạ, chứng chỉ chứng nhận trên toàn cầu. Ví dụ là chứng chỉ chứng nhận TÜV của Đức, đúng không? Các chứng chỉ chứng nhận CE của châu Âu, hay là ISO 9001, ISO 14000 vân vân. Thì đây chính là những quy trình quản lý rất là nghiêm ngặt mà hiện nay tập đoàn này họ đang có. Về Việt Nam thì những sản phẩm này chúng tôi xét nghiệm sản phẩm này ở Tổng cục Đo lường Chất lượng 1 đã chứng nhận là diện tất cả 26 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh, để làm sao đầu ra của bất cứ sản phẩm nào thì đều đạt là gì ạ, quy chuẩn nước uống dành cho nước uống đóng chai đóng bình QC 2010 của Bộ Y tế các anh chị nhé. Thì đây chính là những cái diện kiểm soát chất lượng rất là ngặt nghèo của chúng ta đang có. Thế thì ngoài ra thì chúng tôi cũng đảm bảo cái việc bảo hành bảo trì trên toàn quốc bằng các cái quy chuẩn bảo hành, đó là bảo hành 2 năm với các máy lọc nước Watech và 5 năm với máy nước Bientech. Và hiện nay thì chúng tôi bảo hành trên hệ thống đã áp dụng bảo hệ thống bảo hành điện tử tất cả các cái máy Watech bán ra thị trường. Từ tháng này thì tôi bắt đầu có cái gì ạ, tem chống hàng giả và bảo hành điện tử, thì khách hàng hoàn toàn có thể cài cái tem cào này ra, nhắn tin lên số tổng đài, nó sẽ trả về kết quả đây có phải hàng chính hãng hay không các chị nhé, và đồng thời đăng ký bảo hành. Thì đây chính là cái mà chúng tôi, và mục tiêu đặt ra thì hiện nay chúng tôi đã có mặt ở 30 tỉnh thành trên toàn quốc. Mục tiêu mở ra trong năm nay sẽ có 200 điểm lắp đặt nữa sẽ mở ra trong năm nay. Thì các anh chị em nào mong muốn trở thành điểm lắp đặt bảo hành bảo trì của chuỗi cửa hàng thế giới nước cũng có thể tham gia, bởi vì chúng ta kinh doanh trong DCA. Thế nhưng mà khi chúng ta có càng nhiều điểm lắp đặt ấy, thì chúng ta càng lắp đặt thuận tiện hơn nữa, đúng không? Các anh chị được học về lắp đặt sản phẩm các anh chị nhé. Vậy thì gì ạ, chúng ta khi các anh chị làm đại lý trong DCA, anh chị có đầy đủ các cái yếu tố là chúng ta có sản phẩm tốt này, chúng ta có quy trình bảo hành bảo trì nghiêm túc này, chúng ta có các sản phẩm cái gì ạ, các cái cách thức bán hàng, hỗ trợ bán hàng tốt, thì đây chính là cái mà chúng tôi mong muốn có các anh chị. Thì đây chính là hình ảnh lắp đặt các sản phẩm đấy ạ. Anh chị thấy rằng là gì ạ? Trên này chúng ta nhìn thấy rất nhiều các sản phẩm, phải không ạ? Để lắp đặt, nhưng mà chúng ta thấy rằng là các cái model như lắp RO Nano, đây lắp Nano để trên mặt đệ bếp đây, để gầm tủ bếp đây, đúng không ạ? Rất là nhỏ gọn, sang trọng, mặt kính cường lực sang trọng, mặt kính cường lực rất là sang trọng như này. Hay là các cái máy lọc nước Nano RO đây, lắp RO đây, để gầm tủ bếp rất gọn đẹp, đấy, đúng không? Không chán nhiều diện tích ở dưới gầm tủ bếp, gọn như thế này. Đây cốc lọc thô đây, anh chị nhìn thấy cốc lọc thô lắp đây nhé, cốc lọc thô đây nhé, rất là tiện, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng cái cây nóng lạnh có thể để ở các cái phòng khách, để ở nhà bếp, thậm chí là chúng tôi bán được rất nhiều cây nóng lạnh này, cái máy lọc nước nóng lạnh Kiềm Hyogen này cho những gia đình đã có máy lọc nước rồi, anh chị nhé. Bán cho những người chưa máy lọc nước là bình thường, bán cho người đang dùng máy của đối thủ rồi mới là gì ạ? Mới là cao tay, đúng không? Đây thậm chí là đang dùng máy của gì ạ? Của hãng khác đây. Đang dùng máy hãng khác đây rồi vẫn mua cái gì ạ? Mây nó cây nóng lạnh Kiềm Hyogen, máy lọc nước nóng lạnh Kiềm Hyogen, bởi vì nó hơn hẳn, vì nó vừa có Kiềm Hyogen, vừa có nước nóng lạnh an toàn, đúng không ạ? Và vừa có diệt khuẩn lượng tử, yên tâm hơn các chị nhé. Thì đấy chính là cái mà chúng ta vừa trình bày xong cái phần này, cái phần về các sản phẩm, sơ lược một vài sản phẩm trong sản phẩm Watech. Tuy nhiên thì do thời lượng có hạn cho nên tôi sẽ không kéo dài thêm nhiều thời gian nữa, mà chúng ta sẽ bước sang cái phần cuối cùng của chương trình để tổng kết lại ngày hôm nay. Đó là chúng tôi có một chương trình vui một chút, chương trình giải trí có thưởng. Mặc dù vừa rồi tôi đi rất là nhanh nhưng câu hỏi thì lại không hề đơn giản. Câu hỏi này sẽ hỏi lại những gì tôi nói bên trên các anh chị nhé. Cho nên anh chị em nào tập trung ấy thì mới trả lời đến câu hỏi này. Nhưng xin lưu ý như này, vui chơi là phải có gì ạ? Phải có thưởng. Và phần quà, phần thưởng trong ngày hôm nay là chúng tôi có hai cái bình của Bientech Hàn Quốc. Cái bình này là bình đựng nước Kiềm Hyogen, bình đựng nước pi, bình đựng Kiềm Hyogen của Bientech Hàn Quốc, đúng không ạ? Và bình này thì có dung tích là 1000 ml, tức là 1 lít. Ở đây bình này rất sang trọng, có thể mang đi đến công sở, trường học làm việc được. Và cái quan trọng nhất của bình này là làm bằng nhựa Triton. Cái nhựa Triton này ấy, là nhựa rất đặc biệt, gọi nôm na là nhựa thủy tinh ấy, tức là gì ạ? Cái nước Kiềm Hyogen ấy, khi chúng ta đựng bằng các cái chai nhựa thông thường hoặc là đựng bằng bất cứ vật liệu gì ấy, thì nó sẽ gì ạ? Có nguy cơ bay mất cái gì ạ? Bay mất Hyogen. Bởi vì tính chất tốt nó là, đó là gì ạ? Đó là Hyogen, đó là kiềm, đúng không ạ? Tính chất tốt của nó là gì ạ? Nó là tính chất tốt của nó là gì ạ? Đó là các cái chất chống oxy hóa. Tính chất tốt của nó là các cái gì ạ? Tạo cho cơ thể chúng ta những chất tốt.